Nếu mà để lâu thì có thể là những người khác người ta sẽ liên hệ trước, thì lúc đấy những chiếc xe đẹp, những chiếc xe ngon sẽ không còn nữa. Nguyên bản hết 100% cho mọi người. Mọi người có thể nhìn vào những cái phần xi lanh của cái kẹp này. Đây nhá, mình di tay cho mọi người xem nó không hề có một vết dầu nào dính ra cả. Đây. Xi lanh còn rất là tốt, phớt còn rất là tốt này. Không hề có một chút dầu nào cả. Đấy, ở đây, phớt các thứ của nó đây. Và hệ thống tiêu thể lực đây. Rất là gọn gàng. Hello anh em. Mình đang thử test con xe kẹp gạch cho anh em xem rồi. Wow. Cái này là rực giá của nó này. Con này mới về, mình cũng chưa xem xét xe nó có những cái gì. Thì hôm nay mình quay video cho anh em thì mình test luôn trên video luôn cho anh em xem. Con này nó có 5 tay trang điều khiển thể lực. Đây. 2 tay ngoài cùng điều khiển cái kẹp gạch này. Cái này là kẹp gạch vuông anh em nhá. Đó. Kẹp vào này. Mình đang ghi 2 tay cùng một lúc. Đó. Cái này là dịch giá. Wow. Con xe này lốp hơi của nó hơi non hay sao ấy, nên là cảm giác nó cứ rung rung. Nghiêng ngả khung này. Xe này nó mới về bên mình nên là chưa bảo dưỡng hay chưa vệ sinh các thứ gì cả. Nhìn nó hơi cũ cũ một tí. Chắc là cũng do cái môi trường làm việc của nó thôi. Nhưng mà phải nói mấy con của Toyota thì cực kỳ bền. Con này 2,5 tấn. Cái năm sản xuất của nó là năm 2000. Đây, anh em vào xem cái bảng model của xe đây. Đi vòng sang bên này thì nhìn nó sẽ dễ hơn. Đây. Con xe này đang được trang bị số sàn nha mọi người nhé. Hai tay điều khiển đây, tay số nhanh số chậm và tay tiến lùi. Đây cái bảng model của nó hơi mờ. Đời nó lâu rồi nó hơi mờ. Model 7FD25. Đời 7. Xe nâng dầu 2,5 tấn của Toyota nha mọi người nhá. Đây là số khung. Đây là chiều cao nâng 3m. Năm sản xuất 2000. Đây là thông số lốp của xe. Đây hai xe đều được trang bị lốp hơi, nó hơi mờ một chút. Đấy thì cái thông số lốp này nó có khắc ở trên lốp luôn thì mọi người có thể nhìn ở trên lốp, nó dễ nhìn hơn. Còn cái tải trọng nâng ở đây. Khi xe 2,5 tấn khi mà lắp bộ kẹp gạch này vào thì mọi người có thể nâng được 1 tấn 150 kg. 1150 kg. Với tâm nâng là 600mm nha mọi người nhá. Tâm nâng nó sẽ bị hơi bị vươn ra ngoài một chút. Bình thường tâm nâng của chúng ta là 500. Thì cái bộ kẹp gạch này sẽ có tâm nâng là 600mm. Đó. Được trang bị lốp hơi. Như mình đã điều khiển cho mọi người nhìn ở cái phần đầu video rồi ấy. Đấy, thì đây là cái bộ kẹp gạch này. Mình đang điều khiển hai tay trang một lúc. Cái tâm nâng của nó sẽ là 60 phân nhá mọi người nhá. Đấy, thì cái tải trọng nâng của nó sẽ bị giảm đi một chút. Nó là 1150kg. Tức nghĩa là khoảng 1,1 tấn, 1,2 tấn ấy. Đấy. Còn về cái con này nó sử dụng động cơ như nào thì để mình mở cái khoang động cơ lên cho mọi người xem nhé. Đây, mọi người tiến lại gần đây một chút. Đây. Cái ắc quy này thì ắc quy của nó cũ quá rồi nên mình thay luôn cái ắc quy mới để cho nó ngon. Tránh ảnh hưởng đến đề giữa các thứ rồi máy phát của xe. Đây, cái xe này đang được trang bị động cơ 2Z của Toyota. Dung tích xi lanh là 3.4 lít nha mọi người nhé. Đây, thông số rất rõ ràng ở trên này. Đấy. Động cơ 2Z của Toyota khá là phổ biến ở trên những cái dòng xe 2,5 tấn, 3 tấn này phải không nào mọi người. Đấy, 100% kể cả những cái dầu giữa các thứ rồi lọc nước là bên mình chưa hề thay. Tại vì nó mới về bên mình chưa có thời gian làm. Còn trước khi mà mọi người mua xe, trước khi bên mình bán ra, bên mình sẽ thay hết dầu, thay hết lọc các thứ rồi kiểm tra bảo dưỡng lại tổng thể xe cho mọi người. Đèn đóm nó có bị vỡ hay bị cháy thì thay cái khác. Gương hỏng thì thay gương khác, nhưng mà cái gương này vẫn còn rất là ok ấy. Đấy. Ngoài ra thì xe đang được trang bị lốp hơi và cột nâng là 3m nha mọi người nhé. Cái phần xi lanh này rất là sạch này. Phớt còn rất là tốt, không hề bị chảy dầu chảy nước các thứ gì cả. Đấy.
100% là nguyên bản theo xe. Cái thứ hai nữa là xe đang được trang bị lốp hơi, cả 4 lốp và lốp hơi. Thì cái lốp hơi phía trước này kích thước lốp là 700x12. Đây, 700x12. Nó hơi non một chút, chưa bơm được lên. Đấy. Lốp sau là lốp hơi nhá. Lốp sau này như là 650x10. À, lốp sau là 600x9 đây, thông số đây mọi người nhá. Đấy, cả 4 lốp nó vậy. Nếu mà bỏ cái phần kẹp gạch đi ấy thì lắp đôi càng khác vào sẽ sử dụng như một chiếc xe nâng hạ bình thường thôi. Cái đối trọng của nó cũng là đối trọng của loại Toyota 2,5 tấn cơ bản thôi. Mọi người nhìn rất là quen mắt. Đấy, xe đang được trang bị số sàn này, lốp hơi là lốp đơn này, 100% là nguyên bản theo xe nhá. Kể cả những cái con ốc này nguyên bản hết 100% cho mọi người. Bên mình chưa có thời gian vệ sinh các thứ gì cả. Đấy, mọi người có thể nhìn vào những cái phần xi lanh của cái kẹp này. Đây nhá, mình di tay cho mọi người xem nhá, không hề có một vết dầu nào dính ra cả. Đây, xi lanh còn rất là tốt, phớt còn rất là tốt này, không hề có một chút dầu nào cả. Đấy, ở đây phớt các thứ của nó đây. Và hệ thống video thể lực đây, rất là gọn gàng. Đó, bộ kẹp gạch này mà mọi người có nhu cầu sử dụng một chiếc xe Toyota 2,5 tấn nâng hạ cơ bản bình thường, bên mình cũng hoàn toàn có thể cung cấp cho mọi người một chiếc xe nâng khác ở phía bên này của xưởng. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết với mọi người chiếc xe nâng đấy ở trong video sau nhé. Còn trong video ngày hôm nay thì chiếc xe nâng này đang được trang bị một bộ kẹp gạch nhìn rất là hoành tráng. Trang bị cái này thì đồng nghĩa với việc là khi nâng nó sẽ bị giảm tải trọng của xe đi mọi người ạ. Cái tải trọng nâng thì như lúc nãy mọi người xem ở trên cái bảng nhôm của xe ấy, thì đấy là cái thông số của nhà sản xuất người ta đưa ra đấy mọi người nhé. Đấy, ngoài ra khi mà mọi người có nhu cầu về xe nâng, không chỉ chiếc xe nâng này mà còn có nhu cầu về xe nâng sử dụng cho những mục đích khác nhau, mọi người có thể liên hệ ngay đến công ty xe nâng ANV Việt Nam. Bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn mọi người chọn được những chiếc xe tốt nhất, giá cả hợp lý nhất để cho mọi người phù hợp với mục đích sử dụng của mọi người nhé mọi người nhé. Ngoài ra thì bên mình sẽ cập nhật những sản phẩm mới của xe nâng ANV Việt Nam mỗi ngày trên kênh YouTube xe nâng ANV Việt Nam. Mọi người hãy nhấn ngay vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những video hữu ích nhất, bổ ích nhất mỗi ngày, và là những người đầu tiên được biết đến sản phẩm của xe nâng ANV. Và nếu mà có nhu cầu thì mọi người sẽ là những người đầu tiên được tham khảo cũng như là được biết về giá thành, xem nó có hợp lý với mình không, để mình có thể chốt những chiếc xe ngon nhất, bổ ích nhất, chốt sớm nhất nhá mọi người nhá. Nếu mà để lâu thì có thể là những người khác người ta sẽ liên hệ trước, thì lúc đấy những chiếc xe đẹp, những chiếc xe ngon sẽ không còn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào. Xe nâng ANV Việt Nam, trao niềm tin, nhận giá trị